Công nhận có mùi thơm rồi đấy, anh Thủy ạ. Cánh đồng lavender thơm. Cái gì cũng màu tím. Đi kìa. Sâu sâu trên kia là trồng hoa này. Này cũng lên được. Không có vườn hoa trên này nữa. Nhưng hơi xuống vườn dưới đấy. Vườn dưới đẹp hơn anh. Dưới là vườn chính. Lúc chính mà đi thôi. Mùi thơm thơm này là mùi hoa ấy đâu. Rất đông theo con dọc dẫn đường. Ok. Người ta chụp trước mất rồi. 10 mét. Thơm nha. Thơm. Đứng đây không phải xịt nước hoa đâu. Xe máy cũng màu tím. Ôi, mấy cái chai liền đấy anh ơi. Cầm đi làm gì? Tự nhiên là lẫn cái mùi gì vào. Đi cứ đi theo chủ. Cái này bón này cái gì? Bón cái gì là bón phân nào ấy? Mùi ấy. Đây chuẩn bị nở. Ui, đông người lắm. Tí nữa sẽ làm khung cảnh oà lên. Khủng khiếp. Đẹp. Úi xời. Màu tím này. Tím lịm. Chỗ này chuẩn bị nở. Tiếng ngắt luôn. Rất nhiều hoa, thơm. Rất lắm ông, ở đây mà nuôi ông mật thì có khi mật này ngon đấy anh nhỉ. Thơm chưa? Wow. Rất nhiều ong. Chị là bất chấp dây dợ đấy. Cái mùa nào mà thấy nó chụp nó rõ cái luống anh ấy đẹp nhỉ. Trên ảnh những cái luống hoa.
Ồ, cái ruộng dưới kia chín vẻ mãnh liệt nhỉ. Ruộng này chưa nở hết. Dưới kia chín. Quay về để ngửi. Xuống ruộng dưới cho nó nhiều hoa, khe nước rất là mát, chảy. Cây hoa anh đào thì phải, không biết có phải không. Quên không mang cái gậy chụp ảnh đi. Để xong rồi. Giữa trưa mà mình mà nắng này ra đây chắc không chịu được. Bên này vẫn vô tư. Ở trên mạng thấy bọn nó chụp những cái đồng mà nó nhìn rõ luống lắm cả nhỉ. Ở đây cảm giác nó không rõ luống nhỉ. Nó dài mà nó rõ luống, nó cứ kiểu rất gọn. Đây có cảm giác nó kiểu như một cái cái luống của nó rõ ràng ấy nhỉ. Nhìn nó cao đây. Đây là mình hơi khó phân biệt luống. Úi giời, góc này có vẻ cũng được đấy. Đây sang đây nhấp ảnh ra thấy có vẻ được đấy nhỉ. Đây là chụp cái hàng, chụp này nhiều rồi, chuyển cái hàng cây này là cái hàng cây là bắt được. Đấy. Bạn thấy chỗ nào đẹp bạn cứ bảo tôi đứng vào đấy nhé. Nhưng mà cây lắm người lắm. Kem là một kem lavender này, 350 yên. Hoan. Thank you. Cầm một em phát. Người em quay em đớp miếng đầu tiên bạn ạ. Thôi mới chụp cái ảnh này bạn, để nó gửi nhanh. Ok.